bỏ vợ đi chơi bia. Dạo này trình độ lên cao đấy. Chuyện luyện nhiều nó phải khác chứ. Alo, anh đang ở đâu vậy? Anh đang đi có việc. Em đi làm về chưa? Giờ mới xong việc mà mưa to quá à. Anh qua đón em được không? Nhưng anh đang bận lắm. Em tự về nhé. Nhưng em... Lại gọi gì nữa đây? Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Thằng này, thế mà được đấy. Chuyện tiếp tục nào. Thấy ba quý khách vừa gọi thì mình đi làm rồi. Hai ông chơi tiếp đi. Tôi ra nghỉ uống nước một chút. Em ơi, cho anh một ly nâu đá. Vâng ạ. Mới tắt máy có một lúc mà tin nhắn báo gọi nhỡ tới tấp thế này. Gọi gì mà khiếp vậy? Những 20 cuộc gọi nhỡ. Đã bảo là tự về đi mà còn gọi lắm thế. Vợ cậu gọi à? À vâng. Khổ thế đấy. Đi chơi có một lúc mà cũng không yên thân. Sao cậu không nghe máy mà để cô ấy gọi nhiều thế? Có việc gì đâu ạ. Đang chơi vui mà cứ bắt về nên cháu tắt máy đi. Phiền lắm chú ơi. Cậu sướng thật đấy. Tôi chỉ mong có người gọi về mà không được. Có gì mà sướng ạ? Chú mới sướng vì vợ không gọi ấy chứ. Vợ tôi mất rồi. Xin lỗi chú. Cháu... Lần đó cũng vì tôi nãy giờ. Nên khi vợ tôi gọi điện tới, nói đón cô ấy từ nhà ngoại về. Anh đang bận lắm, em tự về nhé. Mặt và mệt lắm anh à. Em bắt taxi mà về. Tôi đã tắt máy một cách lạnh lùng. Đến khi cuộc nhậu đã tàn, tôi nhận được một cú điện thoại. Sao cơ? Vợ tôi đang cấp cứu trong bệnh viện à? Hôm đó trời mưa to, vợ tôi bị cảm, nhưng cô ấy vẫn cố đi xe về. Vợ tôi bị ngất ngoài đường rồi ngấm nước mưa nên đã đột quỵ và ra đi mãi. Giá như hôm đó tôi không tắt máy về đón cô ấy thì mọi chuyện đã khác. Giờ mới xong việc mà mưa to quá. Anh qua đón em được không? Nhưng anh đang bận lắm. Em tự về nhé. Thế cho rảnh nợ, đỡ phải gọi nhiều. Xin lỗi chú, cháu có việc đột xuất phải đi đây. Sao mãi không nghe điện thoại thế này? Không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Alo. Em à, em đang ở đâu đấy? Em vẫn đang đứng trước cửa công ty đây. Anh giỏi nhỉ? Giờ mới chịu bật máy hả? Em đã nói là em mệt, không về được còn gì. Rồi rồi, anh xin lỗi. Em chờ anh nhé. Anh tới đón em bây giờ đi. Lát về em muốn phạt anh thế nào cũng được. Con chim xanh. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, có một ông vua, hoàng hậu mất sớm, để lại cho ông một cô công chúa xinh đẹp, tên là Fulina. Ông lấy vợ kế, bà này cũng có một cô con gái, tên là Lutona. Đức vua tuổi đã cao, lại ốm đau bệnh tật, nên mọi việc đều do hoàng hậu lo liệu. Kế hậu chỉ chăm chút cho con gái mình, để cho Flutina ăn mặc xấu xí, nhèm nhuốc. Nghe tin hoàng tử Saman nước láng giềng tới cầu thân, hoàng hậu trang điểm cho Flutina thật lộng lẫy để ra đón chàng, nhưng chàng không hề rung động. Thưa hoàng hậu, bà còn một cô con gái nữa có phải không ạ? Ôi trời ơi, chỉ là một con bé xấu xí thôi à. Flutina, con mau ra đây. Thưa hoàng hậu, tôi muốn lấy công chúa này làm vợ. Hả? Cái gì?
Thấy con gái mình bị từ chối, hoàng hậu vô cùng tức giận. Bà liền lệnh cho tống giam công chúa Lulina vào trong tòa tháp cao. Cô chỉ biết khóc một mình trong căn phòng tối tăm. Đây là đâu? Nàng nói Lulina ở đây sao? Hả? Bà là ai? Lulina đâu? Như vậy là sao chứ? Nàng nói dẫn ta đi gặp Lulina mà, sao lại... Ở đây không có Lulina. Lulina đã bị giam trong tháp và vĩnh viễn không thể ra khỏi. Người phải lấy Lutona thôi. Trời ơi, ta đã bị lừa rồi. Không, ta muốn cưới Lulina. Ta phải rời khỏi đây. Không được. Một là người phải lấy Lutona. Hai là người sẽ bị biến thành một con chim xanh. Người chọn đi. Không, thà ta chết chứ không thể lấy lũ ma quỷ các ngươi được. Chim xanh bay khắp nơi để tìm người yêu. Chàng quay trở lại hoàng cung, quay trở lại tòa tháp nơi đã từng giam giữ Lulina, và cuối cùng chàng cũng tìm thấy nàng. Hỡi Lulina yêu dấu, nỗi đau khổ của nàng cũng là nỗi khổ đau của ta. Là ai? Là ai đang nói chuyện với ta? Là hoàng tử đáng thương của nàng đây. Vì ta không chịu lấy Lutona, mẹ kế và em gái của nàng đã lừa ta, để mụ phù thủy Susiao biến ta thành một con chim xanh. Ôi, hoàng tử của ta, ta đã làm liên lụy chàng rồi. Chim xanh kể lại nỗi đắng cay của mình và bày tỏ lòng yêu thương với công chúa. Cả hai chuyện trò rất vui vẻ. Từ đó hàng đêm, chim xanh và Lulina lại gặp nhau tâm sự cho đến sáng. Nhưng bí mật đó không lâu sau cũng lọt đến tai của hoàng hậu. Bọn chúng vẫn lén lút gặp nhau như thế sao? Ngươi hãy tìm cách khiến bọn chúng trở mặt đi. Hiểu ý ta rồi chứ? Dạ, thưa hoàng hậu. Ôi, chàng đến rồi, ta chờ chàng mãi. Ta xin lỗi vì để nàng chờ lâu nha. Hôm nay thiếp đặc biệt chuẩn bị món này cho chàng đó. Thiếp đã nhờ cung nữ thân cận mang từ Ngự Thiện Phòng đến đó. Chàng mau ăn đi. Cảm ơn nàng, nàng tốt với ta quá. Đau quá. Hoàng tử ơi. Trời ơi, chàng làm sao vậy? Hình như bị trúng độc rồi. Để ta cứu chàng. Ôi, chàng tỉnh lại rồi. Ta bị sao thế? Chàng bị trúng độc. May mà em phát hiện kịp thời cho chàng uống thuốc giải. Nếu không thì... Chàng có biết là em lo cho chàng lắm không? Hả? Trúng độc ư? Là đĩa hạt của Lulina. Nhưng sao lại có độc được chứ? Thế là rõ rồi. Là Lulina muốn hạ độc chàng đó. Đĩa hạt đó của cô ta, cô ta cho chàng ăn. Nếu không phải là cô ta thì còn ai vào đây nữa chứ? Không thể nào. Không thể nào là cô ấy được đâu. Đĩa hạt này ngoài cô ta ra, làm gì có ai biết mà chuẩn bị cho chàng được đâu. Cô ta muốn hại chết chàng sao? Cô ta không thực bụng yêu chàng. Vậy mà chàng vẫn còn tin cô ta, vẫn còn yêu cô ta hay sao? Là Lulina đã hại ta sao? Cô ta không có yêu chàng đâu. Chỉ có em mới thật lòng yêu chàng thôi. Cô ta thấy chàng biến thành chim nên chán ghét, muốn giết chàng đó. Chàng hãy quên cô ta đi. Nếu chàng đồng ý lấy em làm vợ, em sẽ đi van xin Susiao biến chàng trở lại thành người và chăm sóc cho chàng. Vì nghĩ rằng Lulina hại mình nên hoàng tử Saman đã nhận lời lấy Lutona để trở lại làm người. Chàng cùng Lutona lên đường trở về vương quốc của mình trong sự sung sướng của bà hoàng hậu. Còn Lulina ngỡ rằng hoàng tử đã chết, nàng vô cùng đau khổ, quyết định nhảy ra khỏi tòa tháp để tự vẫn. Công chúa xinh đẹp, vì sao con lại muốn chết? Là con đã hại chết người mà con yêu thương nhất. Chàng đi rồi, con cũng không muốn sống nữa. Nào con gái, có chuyện gì hãy kể cho ta nghe xem nào. Chuyện là như thế à? Khi chàng ngã xuống, con mới biết là đĩa hạt đó có độc. Con không hiểu tại sao lại như thế nữa. Ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Tất cả là một cái bẫy họ giăng ra để chia rẽ con và hoàng tử. Cung nữ của con đã bị mua chuộc nên mới phản bội con.
Còn hoàng tử vì hiểu lầm con nên đã đồng ý cưới Lutona để trở thành người rồi. Trời ơi, sao chàng lại nghĩ rằng con hại chàng cơ chứ? Con phải làm sao để có thể gặp được chàng bây giờ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con. Bà tiên liền tặng cho Lutina một cỗ xe do bầy chim bồ câu bay lái, đưa cô tới vương quốc của hoàng tử Saman. Chỉ nửa ngày đường, nàng đã đến được cung điện của hoàng tử. Này cô kia! Này, cô gái nghèo khổ kia, hãy bán cho ta chiếc xe của cô, ta sẽ cho cô thật nhiều tiền vàng. Đến được cung điện của Saman, con hãy tìm mọi cách để được ở lại trong cung một đêm. Chỉ cần con ở lại trong cung, dốc hết tâm sự vào viên ngọc này, ta sẽ làm phép khiến Saman nghe thấy mọi điều mà con nói. Tôi không cần nhiều tiền vàng, chỉ cần bà cho tôi ngủ lại trong hoàng cung một đêm, tôi sẽ biếu bà chiếc xe này. Được, có gì khó đâu, ngươi hãy xuống phòng kho mà ngủ. Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Lulina ngồi một mình trong căn phòng kho tối tăm, nhớ lời bà tiên. Nàng lấy viên ngọc trong cổ ra, bắt đầu dốc bầu tâm sự. Hoàng tử đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng nói của Lulina. Lulina, ta đã hiểu lầm nàng rồi, xin nàng hãy tha thứ cho ta. Ôi, em cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp chàng nữa. Em nhớ chàng biết bao nhiêu. Hỡi các quần thần, hôm nay ta sẽ chính thức tuyên bố, người mà ta sẽ lấy làm vợ là công chúa Lulina. Không, không thể nào. Sao lại là cô ta được? Cô ta không phải bị nhốt trong tháp sao? Hoàng tử, người muốn biến thành chim hay sao mà dám từ hôn với ta? Ta đã bị cô lừa hết lần này đến lần khác. Ta nói lại lần cuối, người ta lấy chỉ có Lulina thôi. Cô hãy trở về đất nước của mình đi. Không, Susiao, Susiao hãy giúp ta, hãy biến hắn thành con chim cho ta, mau lên. Susiao, ngươi còn muốn gây chuyện đến bao giờ? Trải qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ, cuối cùng nàng Lulina và hoàng tử Saman đã được ở bên nhau. Họ làm lễ cưới trong sự chúc phúc của quần thần và sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Cơn ghen của nữ thần Bele. Ngày xưa, trên quần đảo Hawaii ngập tràn những vũ điệu hoang dã. Người ta vẫn truyền tai nhau về khu rừng thiêng. Nơi ấy là mái nhà của Hiika, nữ thần của vũ điệu hula vui nhộn, người nắm giữ y thuật huyền bí nhất ở quần đảo Hawaii. Nàng là em gái của nữ thần núi lửa Bele. Wow, nữ thần Hiika thật thân thiện và hiền hậu. Chẳng buồn cho chị gái của nàng ấy là nữ thần núi lửa Bele. Hừ tí nổi giận, thả nham thạch trừng phạt ai đó không vừa ý. Shh, nói nhỏ thôi, Bele mà nghe thấy là chúng ta nguy to đấy. Hiika em gái ta vẫn hay bày tỏ những trò ngu xuẩn này, thật nhảm nhí. Xin chào cô, tên tôi là Lohia, là tộc trưởng của bộ tộc Hanauma. Hôm nay tôi tới đây để đặc biệt cảm ơn nữ thần Hiika xinh đẹp vì đã dạy quần đảo chúng tôi thêm những y thuật chữa bệnh quý hiếm. Hy vọng với tài đức của ngài, bộ tộc Hanauma sẽ luôn thịnh vượng. Ta chưa từng gặp một chàng trai nào khôi ngô, tuấn tú nhường ấy. Nghe nói chàng ta vẫn chưa kết hôn đâu, thưa nữ thần Bele. Cần phải bắt Lohia về đây ngay, ta muốn cử hành hôn lễ với chàng ấy. Bẩm nữ thần, chuyện kết hôn trăm năm này bảo là đi bắt người ta về, liệu có hoang đường lắm không ạ? À? Bị lệ ta xưa giờ muốn cái gì mà chẳng được. Nếu như chuyện này mà làm không ổn thỏa, chắc chắn sẽ tạo sự phẫn nộ cho Lohia và bộ tộc ạ. Người nói cũng phải, ta cần chọn một người nói năng hòa nhã và có sức ảnh hưởng để thuyết phục Lohia. Dạ thưa nữ thần,
liệu còn ai khác ngoài nữ thần Hiika, em gái của người? Lỡ đâu nó quyến rũ mất Luhia của ta thì sao? Nhưng nếu không phải Hiika thì sẽ chẳng phải ai khác có thể làm chuyện này cho ta. Người đâu, theo ta tới cung điện của Hiika. Sau khi tới năn nỉ dọa dẫm Hiika, cuối cùng Pele cũng nhờ được em gái mình đến quần đảo Hanauma. Luhia, tôi có chuyện quan trọng muốn cầu xin chàng. Nữ thần Hiika, chuyện gì khiến nàng đích thân tới đây? Thật thứ lỗi cho tôi, Pele muốn tôi đưa chàng về để kết duyên cùng chị ấy. Trời ơi, làm gì có ai muốn lấy Pele cơ chứ? Nhưng ta và Pele chẳng hề có tình yêu, ta không thể lấy nàng ấy được đâu. Luhia, nếu chàng không cưới Pele, chị ấy đe dọa sẽ cho núi lửa thiêu đuổi cả quần đảo Hanauma này đó. Nếu không lấy được Luhia, cả quần đảo và bộ tộc Hanauma sẽ không thoát khỏi cái chết trong biển lửa của ta. Vì không muốn chuyện ấy xảy ra nên tôi mới cầu xin chàng hãy đồng ý đó. Tộc trưởng, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Tương truyền rằng chỉ có người vô tình hái hoa Luhia quanh chân núi lửa của nàng ta cũng sẽ bị nàng ta thiêu chết dưới dòng nham thạch. Trời ơi, xin tộc trưởng ngài cứu lấy chúng tôi. Sinh mạng cả bộ tộc nằm trong tay ngài đó, tộc trưởng Luhia. Thôi được rồi, nàng hãy đợi qua đêm nay, ta thu xếp xong mọi việc để hôm sau đi cùng nàng. Tất cả vì bộ tộc của ta. Được, nếu trên đảo có ai cần ta chữa bệnh, ta sẵn lòng giúp đỡ. Nguy rồi, con rắn thần ở hốc đá vùng nước cổ của đảo Hanauma. Đây là con rắn thành tinh, cứ 1000 năm lại ngôi lên một lần. Người lại Hiika, con rắn thần này có thể lấy mạng cả nữ thần là nàng đấy. Hiika, ta xin lỗi vì lại hứa với nàng vì đám cưới với Pele, nhưng có lẽ ta sẽ không thể trở về cùng nàng được nữa. Nhất định ta không để nàng chết đâu. Tộc trưởng của chúng ta, chúng ta phải chôn cất ngày ấy tử tế. Ta sẽ hồi sinh Luhia, nhưng quá trình này phải mất rất nhiều ngày tháng. Ngươi hãy đưa Luhia trở về đúng trong vòng 7 ngày. Chàng đã hy sinh tính mạng để cứu ta, ta không thể để chàng ra đi như vậy. Ta đành lỗi hẹn với Pele rồi. Vậy là Hiika dùng hết khả năng y thuật của mình để hồi sinh sự sống cho Luhia. Nhưng quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian nên không thể về kịp hạn 7 ngày mà Pele đã giao hẹn với nàng. Đã quá thời hạn 1 tháng vẫn chưa thấy Hiika trở về. Nhất định nó đã quyến rũ Luhia. Ta sẽ phá tan tành khu rừng của nó. Hỡi các thần dân, nữ thần của các ngươi đã cướp đi người mà ta hằng ao ước được kết duyên. Các ngươi sẽ phải hứng chịu tội lỗi nó đã gây ra. Hiika, sao cả khu rừng lại hóa đá thế này chứ? Nhất định là Pele đã trả thù ta. Hiika, ngươi đã phản bội ta. Pele, chuyện em trở về sai hẹn là vì em phải làm lễ hồi sinh cho Luhia. Đúng là vậy, nếu không có nàng ấy thì ta cũng không thể quay về đảo này để gặp nữ thần đâu. Ta đã nhìn vào mắt Luhia, rõ ràng chàng có tình cảm với ngươi. Ta sẽ hủy hoại nhan sắc xinh đẹp của ngươi, em gái ạ. Hiika, Pele, ngang thế đủ rồi đấy. Thần biển, tôi sẽ tha thứ cho cánh đường này nếu như Luhia làm lễ cưới với tôi. Luhia, cánh đường vô nguyện, lời nguyện sẽ được hóa giải bằng một đám cưới. Được rồi,
giờ chỉ cần cô ta trả lại sự sống cho cánh rừng và chữa trị vết thương cho Hiika. Bailey, nàng hãy giữ đúng lời hứa của mình đi. Tại sao khu rừng vẫn im ắng vậy? Chính Bailey cũng không hóa giải được lời nguyền hóa đá của cô ta sao? Ta hiểu rồi, Bailey. Ngươi không thể cưỡng cầu được hạnh phúc đâu. Tình yêu đích thực phải đến từ sự tự nguyện. Một tình yêu cưỡng ép sẽ không thể hóa giải được lời nguyền cho khu rừng. Không thể nào. Người mà ta muốn cưới thực sự không phải là Bailey. Người mà ta yêu là Hiika. Bailey, dù có cướp được Lôi A về, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của chàng ta. Vậy là nàng Hiika lương thiện đã tìm được tình yêu của mình với chàng tộc trưởng Lôi A. Hai người làm lễ cưới trong niềm hân hoan của cả quần đảo Hawaii và sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!